Mentor Trip USA High End Equipment Instruction. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đã cùng chúng tôi viết lên những trang lịch sử hào hùng của đế chế THOL Gym. Và nơi đây, THOL quận 12, tầng số 1, với một chiếc máy đẳng cấp của dòng Performance Plus PPS Chest Press, trị giá 125 triệu. Rồi, chúng ta cùng nhau đi tham quan cái máy. Vẫn là một đứa con cưng trong dòng Performance Plus PPS, với logo đặc trưng, chất liệu cao cấp, xịn sò, sang trọng. Tổng khối nội tạ của máy này là 225 pound, thêm 10 pound bonus nữa, 235 pound. Vị trí chỉnh, nhớ chưa, chiếc ghế huyền thoại. Đây là trời xíu té. Rồi vô vị trí chỉnh số 2. Tấp nổi tiếng cái này, cây này rất là nổi tiếng. Thứ hai, những thiết bị này rất nổi tiếng, vòng quay rất êm, dây rất chắc. Rồi chúng ta cùng nhau chỉnh chiếc máy này để tập. Đầu tiên là vị trí ghế ngồi, vị trí ghế ngồi và vị trí tay cầm. Chỉnh ghế làm sao cho cái tay chúng ta thấp hơn vai một chút, đó là đúng. Vì vị trí này đã đúng với Duy. Nhưng vị trí này có đúng với ngực hay chưa? Xin thưa chưa. Tại vì sao? Nó quá dễ dàng. Nó chưa có một cái gì đó mà nó ép ngực cho sâu sâu một tí để cho cái răng nó dài hơn. Nên chúng ta phải tiếp tục chỉnh cái vị trí này. Đó, vị trí này chỉnh để ép cái cây vô hoặc ra. Đó. Đây. Ok. Đây. Máy thích hợp cho nam và nữ nha các bạn. Rồi chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Tay cầm rộng hẹp tùy các bạn. Duy thích cầm vừa vừa thôi. Cái độ freeway rất cao ở đây. Rồi ngồi. Chiếc máy này nó khác chiếc Minty Press đằng kia, là cái này đẩy toàn bộ ngực mà ngực ngang là chủ đạo, còn Minty Press nó vừa đẩy ngực mà nó vừa đẩy vai. Cái máy Minty Press nó đa năng hơn cái máy này đó. Và cái máy này là một trong những máy tập rất là ok, tập rất là FV, nên tất cả các phòng gym của THOL Gym đều phải trang bị cái máy này. THOL Gym chỉ đầu tư những máy đẳng cấp, cần thiết, cực kỳ quan trọng mà không thể thay thế được. Ở chiếc máy này chúng ta chỉ lưu ý là chỉnh vị trí ghế như nãy Duy nói cho nó phù hợp. Và cái vị trí ở đây cực kỳ quan trọng. Duy thường chọn cái mức trong cùng, tức là nếu mà đánh theo vị trí số nhỏ, từ nhỏ tới lớn nó ra ngoài á, thì Duy chọn cái vị trí nhỏ nhất để làm chi cho cái răng động tác này nó ép vô nhiều nhất nè. Và khi mà cầm tay á, Duy ưu tiên cầm phía trong. Ưu tiên cầm phía trong. Nó hơi khó control một chút xíu tại chỗ này nó free weight. Hoặc là các bạn có thể cầm ở phía ngoài, các bạn có thể cầm ở trên đây, các bạn có thể cầm tất cả những vị trí các bạn muốn cầm để cho chúng ta tập luyện thoải mái nhất. Cầm ở đây, có bạn cầm ở đây luôn, tập nhẹ cầm ở đây. Như lấy ví dụ, đó. Hoặc là cầm vị trí ngoài đây, nhưng mà không cầm vị trí này. Cái vị trí này là tay chúng ta nó bị ngoéo vô á, bằng tập nó sao không hiệu quả. Nó tóm lại, vị trí tốt nhất vẫn là phía trong. Cái răng nó dài nhất, làm cho chúng ta ổn nhất. Đây. Dày thì khóa khớp. Dày, ok. Phải control được cái cây này. Cố gắng.
Còn nếu mà bạn tập mà cái cây này bạn cảm thấy nó bị nẻn á, nó bị méo á, thì bạn liên hệ bộ phận kỹ thuật, người ta chỉnh lại cái vị trí ốc trên này. Chúc các bạn thành công. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.